tức là chắc là trước đây mấy cái chú kỹ sư trước đây á là cũng đã từng kiểu dạng như là 2 lít giống như thế này, cho nên người ta thấy phiền quá, người ta mới nghĩ ra một cái, mà cái đó là cái mà chúng ta sẽ học ở đây, cái đó là cái mà sẽ học ở đây. Mấy cái này về nhà tự biết nha, nó dễ lắm. Đó. Rồi cái mà chúng ta học là map, map bản đồ, bản đồ. Như vậy thì trong này nó xuất hiện một số cái từ khóa mà chúng ta thấy là nó cũng hơi là quen thuộc, một số cái từ khóa tương đối là quen thuộc. Như vậy thì mỗi cái bảng như thế này nó có nhiều thành phần, và mỗi thành phần là có 2 cái giá trị nhỏ ở bên trong, thì một bộ như thế này chúng ta gọi là một map. Và trong một map như vậy thì nó có những cái đối tượng ở chỗ này là vừa có key vừa có value, thì gọi là entry. Cái từ này chúng ta gặp ở môn nào? À, cơ sở dữ liệu. Vậy entry là gì? Thực thể. Vậy thì trong thực thể có key và value, thì key và value này gọi là thuộc tính ha, thuộc tính là property hoặc là attribute. Như vậy nó giống như đây là một class, thì trong class này nó có hai thuộc tính đấy. Rồi ok, và người ta không có cần phải khai báo class nó phiền, thì nó có một cái cấu trúc là entry luôn, thực thể luôn, rồi mình khai báo. Và chúng ta sẽ đi qua để demo cái phần này. Vậy thì khi nào thì chúng ta xài đến từ điển? Ví dụ các bạn thử tìm cho thầy cái từ trong Google dịch tiếng Anh sang tiếng Việt, ví dụ như từ này nó dịch là tôi ở dưới này sao nó không có gợi ý nữa ta? Bây giờ mình không thích tôi mà mình phiên qua cái khác được không? Thì giả sử như là vùng miền đi, đúng không? Với một vùng miền nào đó người ta không thích xài tôi, mà người ta nói là ai là tôi, nhưng mà thầy không thích tôi, thầy nói tao được không? Được. Ví dụ như mình làm một cái từ điển để mà dịch ngôn ngữ vùng miền, bởi vì cái tôi này nó bình thường quá. Ok. Rồi. Ví dụ cái này bình thường mình dịch là yêu. Bây giờ mình không thích yêu nữa, mình dịch là gì? Lớp dịch là gì? Khoái. Khoái. Được không? Được. Ví dụ như là khoái khoái chảy nước miếng. Rồi ví dụ như diêu thì chỗ này là mày, được không? Được, đây là ngôn ngữ vùng miền mà. Rồi ok, như vậy thì ở cái này là trên từ điển nó chưa có, chỉ có thầy từ điển của thầy mình thôi. Cho nên là bây giờ mình sẽ làm một cái từ điển như thế này. Rồi mình sẽ khai báo từ điển là map. Cấu trúc của nó sẽ có 2 thành phần nha, nó không có 3 nha, 2 thành phần thôi chứ nó không có 3 nha. Rồi cái đầu tiên của mình bỏ cái này đi, đây là khi mà đưa vô A thì xuất ra cho thầy là tao, đưa vô lớp là xuất ra là khoái. Vậy thì ở phía trước này kiểu dữ liệu là gì? Trên cái phía sau dữ liệu là gì? À, như vậy thì mình khai báo ở đây string, string tùy thuộc vào mục đích
mà chúng ta có kiểu dữ liệu khác nhau chứ không phải lúc nào cũng stream nhé. Tùy thuộc vào mục đích và mình khai báo một cái biến với cái tên và được khởi tạo từ. Rồi tại sao là Hmap mà không phải là map thì mình đã biết rồi ha. Rồi nó tương tự như là list và ArrayList lúc nãy. Và tại vì lúc nãy thầy làm rồi cho nên nó không có báo lỗi. Chứ nếu như mà các bạn mới gõ lần đầu thì nó sẽ phải yêu cầu bạn import nó vào. Import nó vào là map ha, map trước tiên là map cái đã. Rồi hashmap là hai cái này các bạn phải import nó vào thì nó mới chạy được nha. Cái này là một cặp. Bạn phải import nó vào. Được chưa? Rồi. Import hai cái đó vào. Bây giờ trong cái map này nó sẽ có phương thức để thêm. Thì map của chúng ta nó không phải là add mà nó dùng phương thức là put. Thì cái này các bạn đừng hỏi tại sao mà không phải là add mà là put. Mình trả lời sao? Ủa thì do cái ông đó ông viết như vậy thì mình xài vậy chứ giờ mình biết làm sao? Có cái ông kỹ sư đó ông viết ra cái lớp này ông viết vậy mà sao mình biết? Rồi hỏi ổng chứ hỏi gì Java sao biết. Rồi ok, ai thì chỗ này là tao. Rồi mình thêm một cái nữa, map chấm push, chỗ này là lớp thì khoái chấm phẩy map chấm put view. Người ta viết chữ view đầy đủ còn mình viết chữ u thôi là hiểu rồi mày. Ok như vậy là mình đã xem vô cái từ điển của mình rồi. Bây giờ mình lấy từ điển ra ha, mình hỏi thử nếu như mình nhập vô chữ u thì nó xuất hiện cái gì. Vậy chỗ này mình sẽ xuất thử coi. Mình nhập vô chữ U. Cái này là chỉ để chú thích thôi nha, không ảnh hưởng gì hết. Rồi chỗ này nếu chữ U thì xuất ra cái gì, thì mình sẽ cộng vô với map chấm chấm gì, get get cái gì. Thì cái phương thức này nó sẽ get là bạn đưa cái khóa vô, bạn đưa cái key vô thì nó trả ra cái value. Đó, bạn đưa cái key vô thì nó trả ra value. Bạn đưa cái key vào. Bạn đưa key 1 thì nó trả value 1, bạn đưa key 2 thì nó trả value 2. Đó là cái phương thức get. Vậy chỗ này mình sẽ thử mình chạy cái đoạn này xem. Ở phía trên này mình không xài nữa. Thôi, tạm thời cho nó nghỉ đi ha. Tạm thời cho nó nghỉ đi. À, mình chỉ xài cái phần dưới này thôi. Rồi, chạy. Đây, U là nó cho ra mày. Nếu mình đưa vô chữ U thì mình get ra được chữ mày. Nếu mình đưa vô chữ lock thì nó get ra được chữ khoái. Đó. Ok, như vậy cứ mình đưa vô một cái khóa thì nó cho ra một cái key. Bây giờ duyệt nha. Ví dụ từ điển của mình có rất là nhiều từ và mình muốn duyệt hết nguyên cái từ điển đó thì nó có một cái cách như thế này. Mình sẽ thử nó có phương thức nè. Map chấm. Bây giờ mình thử get nha. Lấy ra mà. Lấy ra mình thử gõ vô get. Nó có get mình lấy hồi nãy rồi là nó trả về là một cái value. Rồi get class là trả về cấu trúc của cái class. Vậy làm sao để lấy được cái key ra đây? Cái thứ ba này, get này nó trả về một cái key đầu vào. Đầu vào là một cái key, một cái value và nó trả ra một cái chuỗi. Nhưng mà thực chất cái này là đầu vào mà. Cái này đầu vào. Cho nên thực chất
mình không có ghét được, mà nó lại là hey sếp, hey sếp. Sếp là gì? Sếp là đặt vào đúng không? Nhưng mà cái anh kỹ sư này hình như anh đau bụng hay sao á, sếp lại là lấy ra. Sếp lại là lấy ra. Chú ý chỗ này nha, hey sếp là lấy ra nha, chứ không phải là đặt vào. Từ hồi nào đến giờ mình dùng từ ghét là lấy ra, sếp là đặt vào, nhưng mà bây giờ ngược, hey sếp là lấy tất cả những cái hey ra. Và nói vui thôi, cái sếp này không phải là sếp như mình hiểu, mà sếp này là cái này. Đó. Cái từ sếp này là nó xuất phát từ đây, là kiểu dữ liệu là sếp, chứ không phải sếp là đặt. Do nó trùng ký tự thôi, chứ đừng có hiểu nhầm là sếp là đặt vào, get là lấy ra, khác. Chẳng qua là nó có cái từ là SET thôi, hiểu không? Rồi ok, get. Rồi cây sếp ha, tức là sau khi mà các bạn gọi phương thức này thì nó trả về cho mình một cái danh sách các cái khóa có trong từ điển, và cái đó là thuộc dạng sếp. Kịp chỗ này không? Kịp không nào? Alo. Như vậy thì khi mà mình duyệt qua cái này thì mình duyệt bằng cách nào? Nó là dạng giống như danh sách thì mình duyệt qua for it. Đúng rồi, string s 2 chấm. À, chỗ này mình bị sai chỗ này rồi, k chứ. Rồi ok, là k set. Rồi mình duyệt ở dạng này là mình dạng ở duyệt danh sách, và mình xuất cái này ra, mình xuất cái này ra thôi. Mình có những từ nào? S cộng với khoảng trắng đó, như vậy thì nó sẽ xuất cho mình được không? Nó sẽ xuất cho mình những cái key mà có trong từ điển của mình. Bây giờ mình chạy thử nó xuất cái gì. Đây, u lớp ai, sao kỳ vậy, sao nó xuất hiện kỳ vậy? À, nó sắp xếp, nó sắp xếp. Còn nó sắp xếp sao thì bây giờ là để coi thử nó là sao. A B C D E F G H I J K L. Còn này nó đưa chữ U ra trước. Ok nha. Rồi, cứ bình tĩnh. Rồi, bây giờ trong lúc mà duyệt cái này nè, mình muốn xuất ra cái value của nó luôn được không? Value của nó, value hồi nãy mình muốn lấy value mình làm gì? À, map.get. Ok, thì chỗ này cộng thêm cho thầy cái map.get vô đây thử coi nó ra cái gì. Map.get. Get cái gì đây? Hả? Cái S, chính xác. Như vậy với cái key đó thì cái nghĩa của nó là gì? Value là gì? Ok. Rồi, mình có một cái thiếu một cái khoảng cách ha. Mình thiếu một cái khoảng cách, hoặc là mình cho nó xuống dòng đi, xuống dòng đi cho nó dễ thấy, nó dễ thấy hơn. Khoái khoái, được chưa? Đó là bộ từ điển của mình đã được đọc ra, đó là về map. Một cách duyệt khác, một cách duyệt khác chúng ta duyệt nó như thế này. Đây là cách duyệt mà chúng ta dùng cái key.
Như vậy chỗ này bạn có thể không cần đến cái dòng này, bạn gọi trực tiếp vô đây cũng được luôn, được không? Thì bỏ cái này đi, vẫn chạy ngon lành chứ không nhất thiết phải khai báo thêm. Bây giờ mình sẽ khai báo một cách việc khác là mình cũng for, nhưng chỗ này mình không khai báo là stream mà mình khai báo là entry. Entry của mình nó có cấu trúc là stream phẩy stream, là ví dụ mình cho là entry, cứ biến là entry, được duyệt trong map chấm entry set. Entry set này nó cũng tương tự như là lúc nãy nha, cái từ set này là gì, là trả về một cái biến mà nó có kiểu là set chứ không phải set là đặt, chú ý chỗ này giùm thầy. Như vậy thì mỗi cái entry này nó sẽ có mấy thành phần? Hai thành phần. Và bây giờ chúng ta chỉ có việc xuất xuất hai thành phần này ra là xong. Bây giờ mình chỉ có việc xuất hai thành phần này ra là xong. Cực kỳ đơn giản. Thành phần thứ nhất của mình là mình lấy là entry chấm get key, rồi mình cộng với bên kia là gì, entry chấm get và liều hết ha. Như vậy đây là cách xuất khác, cách truy cập khác. Mình có cái khoảng này để cho mình dễ thấy, mình làm này để cho mình dễ thấy thôi chứ không có gì hết. Rồi chạy lên, đây là cách duyệt khác đó. Như vậy thì cũng là cách duyệt được không? Rồi ha, như vậy thì mình đã khảo sát xong về cái kiểu dữ liệu là map, mình có thể áp dụng vô để giải quyết cái bài toán hồi nãy của mình. Thay vì mình tạo hai cái list thì bây giờ mình tạo chúng một cái thôi, được không nào? Đấy, như vậy các bạn thấy là với một cái bài toán chúng ta sẽ có thể sử dụng nhiều cách khác nhau, và với một cách nào đó thì nó sẽ gọn hơn, nó đơn giản hơn và nó giúp chúng ta quản lý dễ hơn. Vậy chúng ta đã khai thác xem một kiểu dữ liệu nữa là map, và các bạn nên làm lại cái chỗ này giúp thầy để mình hiểu nó cái đã, sau đó mình mới áp dụng vô đây được. Chứ nếu mà giờ thầy áp dụng liền là các bạn sẽ bị hỏng, được chưa? Code lại cái phần này giúp thầy.